Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin nóng 19 giờ của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 6 tháng 3 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi tố hai bị can của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ liên quan vụ Việt Á. Khám xét trụ sở công ty F88 tại quận Gò Vấp. Một phụ nữ bị đánh sảy thai khi đi ăn tối. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay ngày 6 tháng 3. Mời quý vị theo dõi. Chiều nay mùng 6 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Bà Trương Thị Mai hiện là nữ Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất trong Bộ Chính trị khóa 13 và là nữ Thường trực Ban Bí thư đầu tiên trong lịch sử nước nhà. Sau khi được Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 bầu vào Bộ Chính trị vào tháng 1 năm 2016, bà được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đến Đại hội 13 của Đảng, bà Mai tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và được phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương từ tháng 4 năm 2021 cho đến nay. Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh, trình độ chuyên môn thạc sĩ hành chính công, cử nhân lịch sử, cử nhân luật. Hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Yến Phương, sinh năm 1990, Phạm Ngọc Thùy, sinh năm 1987, là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Cả hai bị can bị khởi tố để điều tra tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, đồng thời thực hiện lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 355 Bộ luật hình sự năm 2015 xảy ra tại khoa xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa thành phố. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn theo quy định. Trưa ngày 6 tháng 3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phong tỏa khám xét văn phòng công ty cổ phần kinh doanh F88 trên đường Nguyễn Oanh để điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản. Tại các ngã tư Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh, Nguyễn Văn Lượng, nhiều cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động được bố trí để phân luồng, điều tiết giao thông, xe ô tô bị hạn chế lưu thông qua lại ở đoạn đường này. Theo tìm hiểu, trụ sở công ty F88 được đặt tại tầng 7 và tầng 8 trong một tòa nhà cao tầng nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp. Phía trước tòa nhà, nhiều cảnh sát phong tỏa không cho người lạ đến gần, đồng thời nhiều công an tiến vào bên trong để thực hiện khám xét. Sáng nay ngày 6 tháng 3, thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, phòng công tác xã hội đã làm việc với 6 phụ huynh của các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Họ đến Bệnh viện Chợ Rẫy tìm con bị chấn thương sọ não sau khi nhận điện thoại của người tự xưng là giáo viên và chuyển tiền cho người này. Một phụ huynh của trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền đã gọi đến số máy của bệnh viện hỏi thông tin bệnh nhân, chưa chuyển tiền cho đối tượng lạ. Có thể phụ huynh này đã đọc được thông tin cảnh báo trên báo chí những ngày qua, ông Hiếu nói. 5 phụ huynh còn lại đã đến tại quầy hỗ trợ thông tin đặt tại khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Vũ Thị Hương Quỳnh, nhân viên phòng công tác xã hội cho biết có 3 người đã chuyển cho số tài khoản lạ lần lượt là 250 và 20 triệu đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay ngày 6 tháng 3, phản ánh đến các cơ quan báo chí, chị Nguyễn Phương Anh sinh năm 1993, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội cho hay, hơn một tháng nay chị đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng do bị sảy thai, gãy hai xương tay trái. Theo chị Phương Anh, tối mùng 3 tháng 2 năm 2023, sự việc xảy ra khi chị cùng gia đình đi ăn ở một quán gần số nhà 425 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, sau đó đổ xe gần số nhà trên. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với chủ nhà 425 là bà K.A. về việc đổ xe, sau khi lời qua tiếng lại, nữ chủ nhà đã đạp vào bụng làm chị ngã xuống đường, mặc dù đang mang thai. Theo kết quả thăm khám, nạn nhân bị gãy hai xương L4, L5 ở bàn tay trái và sảy thai. Công an các huyện Sơn Động, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ xử lý anh HTH, tên viết tắt, 34 tuổi ở huyện Sơn Động và NDI, 33 tuổi ở huyện Việt Yên về hành vi thu thập, sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật. Theo công an, cuối tháng 12 năm 2022,
anh Hát vay tiền qua một số ứng dụng trên điện thoại. Do chậm trả, anh Hát và người thân bị người sử dụng các số điện thoại lạ nhiều lần nhắn tin, gọi điện đòi nợ, gây ảnh hưởng đến cuộc sống nên đã chuyển hướng cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an. Rạng sáng hôm nay ngày 6 tháng 3, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận nhận tin Trương Khánh Phong, tức Phong Bụi, 20 tuổi ở phường Đạo Long, cái bị truy nã hồi tháng 1 về tội cố ý gây thương tích xuất hiện trên địa bàn nên đã tổ chức vây bắt. Khi thấy cảnh sát, Phong và thanh niên đi cùng hốt hoảng rồi tông xe vào lực lượng chức năng, dùng dao chống trả để tẩu thoát. Sau đó tổ tuần tra tiếp tục truy lùng và phát hiện nhóm 9 thanh thiếu niên thủ nhiều dao, mát, gậy sắt xuất hiện bên trong căn nhà tại khu phố 12, phường Văn Hải. Lập tức cảnh sát ập vào khống chế, thu giữ hung khí. Bước đầu nhóm này khai là đàn em của Phong, khi nghe tin đàn anh gặp chuyện nên tụ tập mang theo hung khí định chống trả cảnh sát, song chưa kịp thực hiện đã bị khống chế. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 19 giờ ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận không quân Mỹ và Hàn Quốc có sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-52H có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Cuộc tập trận diễn ra trên biển Hoàng Hải. Ngoài máy bay ném bom chiến lược B-52H, còn có sự tham chiến của chiến đấu cơ F-15K và KF-16 của Hàn Quốc. Trước đó, không quân Mỹ và Hàn Quốc cũng tổ chức các cuộc tập trận tương tự với sự tham gia của máy bay ném bom B-1B của Mỹ hôm 3 tháng 3. Việc triển khai các khí tài quân sự hiện đại của Mỹ đến tập trận cùng quân đội Hàn Quốc thời gian gần đây diễn ra trong bối cảnh dấy lên những lo ngại rằng Triều Tiên có thể thực hiện các hành động khiêu khích nhằm đáp trả cuộc tập trận chung lá chắn tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 3. Việc Mỹ triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52H tới bán đảo Triều Tiên thể hiện khả năng tư thế sẵn sàng của Liên minh trong việc ngăn chặn và đáp trả các mối đe dọa, tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên. Thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết. Báo Nga Vedomosti ngày 6 tháng 3 đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ có chuyến thăm chính thức đến Nga vào giữa tháng này. Tờ báo dẫn các nguồn thạo tin cho hay, mục đích chuyến thăm của ông al-Assad là để nhận hỗ trợ tài chính và năng lượng từ ban lãnh đạo Nga. Kể từ cuối năm 2022, tình hình kinh tế ở Syria trở nên tồi tệ hơn do tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng dẫn đến hàng loạt vấn đề trong hầu hết các lĩnh vực. Theo Liên Hợp Quốc, 90% dân số Syria cần hỗ trợ nhân đạo. Chính quyền nước này đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây về cuộc khủng hoảng. Syria là đồng minh mạnh của Nga. Từ năm 2015, Nga phát động chiến dịch quân sự ở Syria, giúp quân đội của phủ Tổng thống al-Assad đảo ngược tình thế trong cuộc nội chiến kéo dài hàng chục năm ở nước này. Nhà lãnh đạo Syria cũng ủng hộ lập trường của ông Putin trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 19 giờ ngày 6 tháng 3. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!